Trong các cuộc chiến tranh, dù thời nào đi chăng nữa, vai trò của công tác tình báo có tầm quan trọng không thể so sánh được. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng những thông tin mà các tình báo thu thập từ phía đối phương lại vô cùng cần thiết với bất kỳ đội quân chiến đấu nào. Trong chiến tranh Việt Nam, có thể nói những tình báo Bắc Việt nằm vùng trong lòng Việt Nam Cộng Hòa là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi liên tiếp của đoàn quân Bắc Việt. Theo thống kê, trong suốt cuộc chiến tranh này đã có khoảng 20.000 tình báo Bắc Việt hoạt động trong miền Nam Việt Nam, thậm chí có những người giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 5 nhân vật được đánh giá là quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất đến những tin tức tình báo của miền Bắc Việt Nam. Số 1. Bà Đinh Thị Vân. Bà tên thật là Đinh Thị Mộng, sinh năm 1916 tại làng Đông An, Tổng Cát Xuyên, huyện Giao Thủy, Phủ Thiên Trường. Nay là làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Bố của bà mất sau khi bà Mộng sinh ra được có 6 tháng. Anh em bà được ông nội Đinh Mẫn Cấp nuôi nấng và dạy dỗ. Năm 1933, bà được hai người anh cùng cha khác mẹ là Đinh Lai Hạp và Đinh Thúc Dự, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, vận động tham gia hoạt động cách mạng. Bà làm giao thông liên lạc, cất giữ tài liệu bí mật của đảng, tham gia các tổ chức nhóm, ái hữu tương tế, nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ, cách mạng, hoạt động tại địa phương. Thời gian này, bà lập gia đình với một người cùng quê, từ đó mọi người thường gọi tên của bà theo tên chồng là Vân, từ đó bà được gọi bằng tên Đinh Thị Vân. Tháng 8 năm 1945, với vai trò là cán bộ Việt Minh huyện Xuân Trường, bà tham gia công tác vận động dân chúng tham gia tổng khởi nghĩa tại hai huyện là Xuân Trường và Giao Thủy. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, bà tham gia công tác xây dựng chính quyền mới ở huyện Xuân Trường. Ngày 30 tháng 6 năm 1946, bà Đinh Thị Vân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử giữ các chức vụ như huyện ủy viên huyện Xuân Trường, ủy ban thường vụ phụ nữ cứu quốc tỉnh Nam Định, hội trưởng hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định từ năm 1951 đến năm 1953. Đinh Thị Vân là một trong những người có công rất lớn trong việc phát triển hệ thống tình báo Việt Nam. Lưới tình báo do bà xây dựng đã cung cấp cho quân đội Bắc Việt nhiều tin tức có giá trị, đã góp phần vào nhiều thắng lợi. Mặc dù bà chưa một ngày được học qua nghiệp vụ điệp viên, một trong những thành tích đáng kể là điều tra tỉ mỉ hệ thống phòng ngự quân đội Sài Gòn ở Nam Vĩ Tuyến 17, giai đoạn 1959-1960. Thời điểm này, miền Bắc bắt đầu mở đường Trường Sơn vào Nam, rất cần những thông tin về phòng tuyến quân sự của quân đội Sài Gòn ở Nam Vĩ Tuyến 17. Ngoài ra, còn cần tìm hiểu xem đối phương đã biết những gì về việc quân ta xuất hiện ở Hạ Lào. Nhiệm vụ đó đã được cấp trên giao cho bà Đinh Thị Vân. Ngoài nhiệm vụ trên, Đinh Thị Vân cùng với mạng lưới của mình còn lập nhiều chiến công khác, chẳng hạn như thông tin kịp thời về việc Mỹ sẽ đổ quân vào Nam Việt Nam sau khi chiến tranh đặc biệt thất bại, hay biết trước được kế hoạch của cuộc hành quân Johnson City giúp quân đội Bắc Việt chủ động đối phó và làm thất bại âm mưu của Mỹ. Số 2. Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại xã Bình Trước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong một gia đình là viên chức cao cấp của chính quyền thuộc địa. Quê gốc của ông ở Hải Dương. Ông được sinh tại nhà thương Biên Hòa do chính các bác sĩ Pháp đỡ đẻ. Tuy là một viên chức cao cấp nhưng cha của ông không nhập quốc tịch Pháp. Thời niên thiếu, ông sống tại Sài Gòn, sau chuyển về Cần Thơ học trường Trung học phổ thông Cần Thơ. Năm 1945, cách mạng tháng 8 nổ ra, ông bỏ học và tham gia tổ chức Thanh niên Tiền Phong, sau đó học một khóa huấn luyện của Việt Minh về công tác tuyên truyền. Năm 1954, Phạm Xuân Ẩn bị gọi nhập ngũ và được trưng dụng ngay làm bí thư phòng chiến tranh tâm lý trong Bộ Tổng hành dinh của Quân đội Liên hiệp Pháp. Chính tại đây, ông đã quen biết với Đại tá Edward Landale, trưởng phái bộ quân sự đặc biệt của Mỹ. Trên thực tế, là người chỉ huy CIA tại Đông Dương, cũng là trưởng phái đoàn viện trợ của quân đội Mỹ tại Sài Gòn. Đặc biệt, ông cũng tham gia thành lập bộ khung của 6 sư đoàn bộ binh đầu tiên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà nòng cốt là các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh lính người Việt trong quân đội Liên hiệp Pháp trước đây. Phạm Xuân Ẩn còn được giao nhiệm vụ hợp tác với Mỹ để chọn lựa những sĩ quan trẻ có triển vọng đưa sang Mỹ đào tạo. Trong số này có Nguyễn Văn Thiệu, sau trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ông được Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cử đi Mỹ học ngành báo chí. Tháng 10 năm 1959, Phạm Xuân Ẩn về nước. Nhờ những mối quan hệ, ông được Trần Kim Tuyến là giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Văn hóa Xã hội, thực chất là cơ quan mật vụ trực thuộc phủ tổng thống, đặc biệt phái sang làm việc tại Việt Tấn Xã, phụ trách những phóng viên ngoại quốc làm việc tại đây. Từ năm 1960 đến giữa năm 1964, ông làm cho hãng thông tấn Reuters. Từ năm 1966, ông làm việc cho tuần báo Time. Đến năm 1969 thì được nhận vào làm chính thức. Ngoài ra, ông còn cộng tác viên với nhiều tờ báo khác. Từ khi ở Mỹ về nước cho đến năm 1975, với vỏ bọc là phóng viên,
nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, Phạm Xuân Ẩn đã có được mọi nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo. Xuất hiện với phong cách thượng lưu, thừa hưởng văn hóa, được đào tạo chính quy từ Mỹ, ông đã thâm nhập và là bạn tri kỷ với các tướng lĩnh trùm an ninh mật vụ của Mỹ và Sài Gòn. Giới báo chí cũng như các chính khách của chính quyền Sài Gòn để khai thác các thông tin tuyệt mật mang tầm chiến lược cho cuộc đối đầu của miền Bắc với chính quyền Sài Gòn. Những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của Phạm Xuân Ẩn đã được bí mật gửi cho Bộ Chỉ huy Quân sự ở miền Bắc thông qua Trung ương Cục miền Nam. Chúng sống động và tỉ mỉ tới mức người ta kể rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã reo lên: "Chúng ta đang ở trong phòng hành quân của Hoa Kỳ." Tổng cộng, Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ 498 báo cáo, bao gồm các tài liệu nguyên gốc đã được sao chụp, các thông tin mà ông thu lượm cùng phân tích và nhận định của bản thân. Cụ thể là giai đoạn 1961-1965, những bản tài liệu nguyên bản về chiến lược chiến tranh đặc biệt như tài liệu Makar, tài liệu Staley, tài liệu Taylor, tài liệu Harkin, tài liệu cấp chiến lược, ông đã gửi về nguyên bản kế hoạch tài liệu Staley Taylor. Giai đoạn 1965-1968, các bản kế hoạch liên quan đến chiến lược chiến tranh cục bộ phục vụ chiến thuật cho Mậu Thân 1968. Giai đoạn 1969-1973, những tài liệu liên quan đến chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Giai đoạn 1973-1975, hàng trăm bản tin nguyên bản phục vụ trên hạ quyết tâm giải phóng miền Nam. Trong những năm cuối đời, ông Ẩn đã cảm thấy thất vọng với những gì chứng kiến tại Việt Nam sau cuộc chiến. Ông nói với Thomas Apas: "Dân chúng tại đây không được viết tự do, đó là vì sao tôi không viết hồi ký." Lúc 11 giờ 20 phút ngày 20 tháng 9 năm 2006, Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, hưởng thọ 80 tuổi. Số 3. Phạm Ngọc Thảo. Ông sinh ngày 14 tháng 2 năm 1922 tại Sài Gòn, Nguyên Quán, Vĩnh Long, có tài liệu ghi là Bến Tre, trong một gia đình công giáo toàn tòng. Cha ông là Adrian Phạm Ngọc Thuần, một địa chủ lớn có quốc tịch Pháp. Ông Adrian Phạm Ngọc Thuần có tới hơn 4.000 mẫu đất và gần 1.000 căn nhà rải rác khắp các tỉnh Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Sa Đéc, Vĩnh Long. Ông Thuần có quốc tịch Pháp nên các con đều được sang Pháp học. Phạm Ngọc Thảo còn có tên là Albert Phạm Ngọc Thảo, hay còn gọi là Albert Thảo. Mọi người thường gọi là Chín Thảo vì ông được sinh thứ 8 trong gia đình. Khi Pháp bội ước quay lại xâm chiếm Việt Nam, ông Phạm Ngọc Thảo đã tuyên bố hủy bỏ quốc tịch Pháp và quyết định trở về Vĩnh Long theo anh tham chiến kháng chiến, làm việc ở văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ. Trên đường về, ông đã bị dân quân Việt Minh bắt 2 lần và suýt bị giết chết. Sau hiệp định Geneva, các cán bộ Việt Minh đều được tập kết ra Bắc, cũng có nhiều cán bộ Việt Minh đã bí mật ở lại hoạt động. Riêng trường hợp của Phạm Ngọc Thảo, chính Tổng Bí thư Lê Duẩn đã chỉ thị cho ông không tập kết ra Bắc mà ở lại miền Nam để hình thành lực lượng thứ ba. Nhờ chính sách đả thực bài phong, khuyến khích những người theo kháng chiến cũ về với chính nghĩa quốc gia của Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông đã khôn khéo công khai hết nguồn gốc của mình, kể cả chức tiểu đoàn trưởng cũ, chỉ trừ một điều: mình là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1956, ông được phép đưa vợ con ra Sài Gòn sinh sống, làm việc tại Ngân hàng Quốc gia, rồi chuyển ngạch quân sự mang hàm đại úy Đồng Hóa. Là sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng hòa, lại có lực lượng trong tay, ông chính là người đã trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt các vụ đảo chính làm rung chuyển nền chính trị miền Nam những năm 64-65, gây mất ổn định nghiêm trọng trong chế độ Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam. Nếu cuộc đảo chính với Lâm Văn Phát gạt Nguyễn Khánh năm 1964 thành công, Phạm Ngọc Thảo đã trở thành Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, thì lịch sử có thể đã có những thay đổi lớn. Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo hoạt động đơn tuyến, không hề có đồng đội trực tiếp hỗ trợ mà chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Hồ Chí Minh và Lê Duẩn. Ông không làm công tác đưa tin đơn thuần, mà lớn hơn là được giao nhiệm vụ để thay đổi chế độ tại miền Nam. Sự nguy hiểm của Phạm Ngọc Thảo đối với tồn vong của chế độ miền Nam lý giải tại sao chính quyền Sài Gòn phải quyết thủ tiêu ông bằng mọi giá. Người Mỹ đã từng chọn ông để đào tạo trở thành tổng thống tương lai của Việt Nam Cộng hòa. Đến khi nguy hiểm đã cận kề, dù Võ Văn Kiệt khuyên ông có thể ra căn cứ, nhưng ông vẫn quyết tâm ở lại để tổ chức vụ đảo chính cuối cùng. Việc không thành, ông đã bị bắt và tra tấn dã man, nhưng Phạm Ngọc Thảo đã không để lộ tung tích của mình cho đến lúc hy sinh, vẫn không ai biết ông là một tình báo cộng sản. Số 4. Vũ Ngọc Nhạ. Vũ Ngọc Nhạ sinh năm 1928, mất 2002, là một trong những huyền thoại trong ngành tình báo Việt Nam và là một thiếu tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông nổi tiếng với biệt danh ông Cố Vấn vì đã từng làm cố vấn cho một số chính trị gia cao cấp của Việt Nam Cộng hòa và là nhân vật chủ chốt trong vụ án cụm tình báo A22 làm rung động chính trường Sài Gòn vào cuối năm 1969. Ông tên thật là Vũ Xuân Nhã, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1928 tại Vũ Hội,
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nhưng từ nhỏ sống tại quê mẹ là giáo xứ Phát Diệm, Ninh Bình. Cuối năm 1946, ông tham gia chiến đấu chống Pháp, tái chiếm Đông Dương tại mặt trận Hà Nội. Sau khi Việt Minh rút khỏi Hà Nội, ông trở về Thái Bình tham gia công tác dân vận của chính quyền, phụ trách khối công giáo với bí danh là Lê Quang Kép. Năm 1951, để tiện hoạt động trong vùng Pháp bị kiểm soát, ông đã nhờ người em trai làm một chứng minh thư giả với tên Vũ Ngọc Nhạn. Năm 1954, Hoàng Minh Đạo, thủ trưởng cơ quan tình báo quân sự, đã ra chỉ thị tung một số điệp viên chiến lược vào miền Nam để chuẩn bị cho thời kỳ hậu hiệp định Geneva. Vũ Ngọc Nhạn là một trong những số điệp viên đó. Năm 1955, ông đã cùng vợ và con gái xuống tàu hải quân Pháp, lẫn vào 1 triệu người công giáo di cư vào Nam bản lý lịch với cái tên mới Vũ Đình Long. Ở miền Nam, ông đã xây dựng cụm tình báo chiến lược A-22 với nhiều điệp viên chui sâu leo cao, nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ vậy, ông và đồng đội đã cung cấp những thông tin tài liệu quan trọng góp phần vào chiến thắng của quân đội Bắc Việt. Tuy tổ chức chặt chẽ, nhưng cụm A-22 đã bị phát giác và bắt giam vào năm 1969. Ông bị đi đày cùng nhiều người khác ở Côn Đảo. Sau Hiệp định Paris năm 1973, ông được trao trả. Ông vẫn tiếp tục hoạt động tích cực cho tới ngày kết thúc chiến tranh, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1988, ông được nhà nước phong hàm thiếu tướng. Ngày 7 tháng 8 năm 2002, Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạn qua đời ở thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 75 tuổi. Số 5, Hoàng Minh Đạo. Hoàng Minh Đạo, tên thật là Đào Phúc Lộc, sinh năm 1923, mất năm 1969, là một trong những nhà tình báo nổi tiếng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thời chiến tranh Việt Nam. Ông phụ trách phòng tình báo quân ủy của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ lúc mới thành lập. Ông cũng là một trong những nhân vật chủ yếu sáng lập ra Ban Địch Tình Sứ ủy và ngành binh vận vào thời điểm gay go ác liệt nhất của cuộc chiến năm 54 đến 555, trở thành một trong những mũi giáp công lợi hại của cách mạng miền Nam. Ông đã từng giữ chức vụ Ủy viên Thường vụ Khu ủy Sài Gòn Gia Định, Bí thư kiêm Chính ủy Phân khu 5, Bí thư Phân khu 1 khu Sài Gòn Gia Định và Chính ủy Lực lượng Biệt động Sài Gòn. Ông hy sinh vào một ngày mùa đông năm 1969 vì chúng phục kích của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên dòng sông Vàm Cỏ Đông. Vì lý do an ninh, tin ông hy sinh đã được giấu kín suốt một thời gian dài, khiến cho gia đình và người thân ông mòn mỏi tìm kiếm. Trong suốt 30 năm đó, ông đã bị mang danh là kẻ phản bội Tổ quốc.